Kính thưa các đồng chí và các bạn, với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả, năm 2019, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được Công an toàn tỉnh triển khai thực hiện rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác chuyên môn. Trong chương mục kỳ này, chúng tôi xin dành trọn thời lượng để giới thiệu đến các đồng chí và các bạn những kết quả đạt được của lực lượng Công an Bạc Liêu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019. Kính mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Bạc Liêu là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng với các địa phương khác trong khu vực, Bạc Liêu đã và đang có những bước chuyển mình trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong năm 2019 có những diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng và gây không ít khó khăn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Song, với sự lãnh đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quyết tâm của toàn lực lượng công an tỉnh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Cụ thể hóa chủ đề năm 2019, kỷ cương trách nhiệm, nói đi đôi với làm, hướng về cơ sở với các mặt công tác trọng tâm, đột phá. Tăng cường cái trách nhiệm kỷ cương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện các kỷ cương, kỷ luật và cái tác phong lề lối làm việc. Cái thứ hai là tiếp tục nâng cao cái chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt các đối tượng, nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, phát hiện, xử lý, giải quyết ngay các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cấp cơ sở. Cái thứ ba là tập trung tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng công an cấp xã. Đấy là ba cái trọng tâm của năm 2019 đã thực hiện và đã tạo ra cái kết quả của năm 2019. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng trong sạch, vững mạnh, nghiêm túc thực hiện các chương trình, kế hoạch và những việc cần làm ngay, thể hiện tính gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh cũng đã tích cực triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Sắp xếp tổ chức bộ máy 27 đơn vị trực thuộc theo mô hình mới của Bộ Công an, đảm bảo nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về triển khai thực hiện đề án, đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Qua đó đã thống nhất phương án, lựa chọn nhân sự và đồng loạt bố trí gần 300 cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh ở công an 54 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn đã phát huy vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không những làm tốt công tác quản lý hành chính theo nghiệp vụ, mà còn tham mưu cho cấp ủy chính quyền cùng cấp, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa tội phạm, giải quyết kịp thời tại chỗ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hạn chế phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc tại cơ sở, tạo được sự tin tưởng, an tâm trong quần chúng nhân dân. Điều kiện địa bàn rất là rộng, nhưng mà các chí này cũng có cái sự rất là nhiệt tình, sát cái địa bàn, gần gũi với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, là cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Ngoài ra thì trong thời gian gần đây, nói chung là các chí này có phân loại kết hợp các ngành như quân sự, mặt trận để phân loại đối tượng, để mình giáo dục tuyên truyền thuyết phục những cái đối tượng mà tham gia tệ nạn xã hội hoặc là có những cái điều kiện làm cho ảnh hưởng địa bàn của ấp xã thì chúng mình rất là tốt. Mong rằng trong thời gian tới thì lực lượng công an
Các chí sẽ phát huy hơn nữa để giúp cho đảng ủy ban giữ vững tình hình an ninh trật tự địa bàn của xã những năm tiếp theo. Công an chính quy về đây thì thái độ của công an đối với nhân dân thì nhân dân rất hài lòng. Giấy tờ, ví dụ chuyển khẩu hay là nhập khẩu gì đó, còn giấy chứng minh nhân dân thì như là công an làm tận tình giúp đỡ nhân dân, là không có là phiền hà cái gì, không có chờ đợi như trước đây. Đó thì nhân dân về đây thì cũng là khen ngợi là công an chính quy của Vĩnh Mai là phục vụ tốt. Công tác đấu tranh tội phạm hình sự trên địa bàn toàn tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 470 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 537 đối tượng, làm chết 7 người, bị thương 74 người. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 53 vụ, liên quan 57 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh giảm 48 vụ. Cơ quan điều tra các cấp đã điều tra, làm rõ 377 vụ. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 80%. Khởi tố 522 bị can, thu hồi tài sản trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt xóa 23 băng nhóm liên quan 125 đối tượng núp bóng hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Thường xuyên tiến hành mời, gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục các đối tượng nhằm ngăn chặn ý đồ, hoạt động phạm tội của các loại tội phạm trên địa bàn. Phát hiện, triệt xóa 564 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý hơn 2.200 đối tượng có liên quan. Chúng ta thực hiện tốt với công tác nghiệp vụ cơ bản và chủ động xác lập nhiều cái chuyên án, và chúng ta đấu tranh thành công các cái chuyên án đó. Từ đó mà làm cho các loại tội phạm nó tác động giảm sâu đối với các cái loại tội phạm hình sự trên địa bàn. Mà điểm nổi bật là chúng ta đã đấu tranh với hai cái chuyên án đã xác lập, ví dụ như chuyên án là cướp giật trên tuyến quận lộ Hồ Hiệp, thì chúng ta đã xác lập cái chuyên án đó là chúng ta tháo dỡ thành công. Cái thứ hai nữa là chúng ta lập cái chuyên án đấu tranh với cái băng nhóm bảo kê, thì cái này chúng ta cũng chỉ xóa thành công. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy như hiện nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai nhiều mặt công tác nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của loại tội phạm này. Năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá 95 vụ liên quan 138 đối tượng ma túy. Qua đó đã thu giữ trên 2 kg methamphetamine, hơn 0,94 gam thuốc lắc, 0,07 gam ketamine, 889,53 gam cần sa. Tiến hành mời, gọi hỏi trên 1.600 lượt người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện 979 đối tượng dương tính với ma túy. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể và ban giám hiệu các nhà trường, chủ động trong việc phòng chống ma túy xâm nhập học đường. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống ma túy. Thông qua đó, nâng cao nhận thức cho từng học sinh và giáo viên nhà trường về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho học sinh, giáo viên khi gặp các tình huống có liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Tập trung là tuyên truyền ở rất là nhiều đối tượng, nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Nhưng mà tập trung nhiều nhất đó là ở các trường, đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên. Đặc biệt nữa là các em học sinh của cái trường cấp 3 và cấp 2 ở các cái huyện như trên địa bàn thành phố, để các em biết tác hại về ma túy, rồi các chất về ma túy để các em phòng tránh, để từ đó là các em không thử, không giữ, không tham gia vào tệ nạn ma túy. Trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và môi trường, lực lượng công an tỉnh cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4 vụ liên quan đến tội phạm kinh tế và chức vụ, kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chính 250 vụ, 298 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, 244 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 134 vụ liên quan 141 đối tượng sử dụng điện để đánh bắt thủy sản trái phép với số tiền trên 150 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm,
xuống đường tuần tra kiểm soát trên 8.500 ca, với gần 45.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 28.000 trường hợp vi phạm. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở các điểm trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, các xã, thị trấn, với gần 12.000 học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Đồng thời phát hơn 15.000 tờ rơi tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, khởi tố 10 vụ, 8 bị can vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Nhờ làm tốt các mặt công tác mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Năm 2019, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 15 người, bị thương 22 người, thiệt hại tài sản hơn 150 triệu đồng. So với năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái nội dung, hình thức, bởi vì đơn vị xác định đây là một trong những cái giải pháp mà trọng tâm, thì trong năm qua thì đơn vị đã triển khai tuyên truyền cho hơn trên 50 lượt, tập trung vào các cái đối tượng thường phát sinh, dễ phát sinh gây ra tai nạn giao thông, như là đối tượng là thanh thiếu niên, rồi học sinh, sinh viên, nhân dân, để tuyên truyền nhằm để nâng cao cái ý thức chấp hành nghiêm pháp luật giao thông đường bộ, hạn chế thấp nhất đến cái tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cấp và quản lý chứng minh nhân dân, quản lý cư trú, phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm cũng được tăng cường. Trong năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 169 khẩu súng các loại, trên 2.200 viên đạn, 19 hộp tiếp đạn, 91 vũ khí thô sơ, 90 công cụ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành kiểm tra trên 1.100 cơ sở kinh doanh có điều kiện, các hội chợ thương mại tổng hợp, các hành vi sai phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy để bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Mở 39 lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở với gần 1.500 thành viên. Củng cố các đội phòng cháy chữa cháy ở cơ sở với gần 2.000 thành viên. Qua đó, nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại địa bàn cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh được phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện toàn tỉnh có 99 mô hình phòng chống tội phạm với hơn 14.000 thành viên. Các mô hình phòng chống tội phạm đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh và cả nước, như mô hình sử dụng mạng Zalo trong tố giác tội phạm, tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự, mô hình quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó đã chuyển hóa thành công 8 trên 12 địa bàn, công nhận 206.542 hộ gia đình, 468 khóm ấp, 49 xã, phường, thị trấn, 621 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Với sự chủ động trong các mặt công tác, sự quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh và sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an Bạc Liêu đã gặt hái được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Trong năm 2020 thì sẽ Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các cái biện pháp công an, tập trung tối đa các cái lực lượng để nắm chắc cái tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các cái vấn đề phức tạp nổi lên và tập trung trấn áp các cái loại tội phạm phát sinh và gây ra những cái vấn đề bức xúc trên địa bàn tỉnh nhà. Đặc biệt là sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp nhằm tiến tới đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 an toàn, an ninh. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Công an cùng với cái sự quyết tâm của toàn bộ lực lượng công an tỉnh, thì tôi tin chắc rằng trong năm 2020 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo giữ vững, góp phần
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của đất nước. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự trong nước và thế giới, lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, quyết tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, chương mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục kỳ sau.